Mến chào các bạn. Các bạn ơi, đây là cái củ khoai mỡ tím này các bạn. Cái củ khoai mỡ này á, là lúc mà nó còn vỏ thì nó nặng là 600 g, mà khi mà mình gọt hết vỏ, mình rửa sạch sẽ và mình cân lại thì nó còn được có 500 g thôi. Thì bữa nay mình chia sẻ cho các bạn xem cách nấu cái món canh khoai mỡ tím và tôm tươi. Thì tôm tươi ở đây á, là mình đã cắt cái phần đầu rồi các bạn. Rồi mình cũng rút cái đường chỉ đen ở trên cái lưng của nó này nè các bạn. Mình vẫn để lại cái phần vỏ nha. Thì cái chỗ tôm này là khoảng cỡ 100 g này các bạn. Và khi mà mình nấu canh khoai tím với tôm tươi là mình có ở đây là cây ngổ á các bạn. Thì mình có một ít ngổ để mình nêm nha. Và mình có một củ hành cũng lớn lớn nè. Thì đầu tiên đó là mình sẽ cắt. Đầu tiên là mình cắt cái củ khoai mỡ của mình nó ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ nha. Có một số người á, thì khi mà người ta nấu canh khoai mỡ này á, thì dùng cái dao để mà nạo, nhưng mà mình thì mình lại thích ăn ăn nó nguyên miếng, cho nên là mình không có nạo ra và mình để nguyên như vậy. Mình cắt ra, mình cắt những miếng vừa vừa ăn này các bạn. Miếng nào to quá thì mình cắt nhỏ ra một xíu để mình nấu cho mau chín á. Và mình cứ tiếp tục mình cắt cho nó hết cái củ khoai mỡ này trước nha. Khoai mỡ mình đã cắt ra rồi. Và bây giờ cái củ hành tím á, thì mình cắt lát mỏng. Để một lát nữa mình tao với dầu ăn nha các bạn. Còn cái cây ngổ này thì mình cũng cắt ra, cắt nhỏ nhỏ ra thôi các bạn nha. Vì khi mà mình nấu cái loại những cái loại canh củ như là canh khoai sọ, rồi canh bí đỏ, hoặc là canh khoai mỡ này, canh khoai ngà này, thì mình nêm cái lá ngổ này vô thì nó có cái mùi thơm của nó hợp với những cái loại củ, canh củ nha. Mình bật bếp lên này các bạn. Rồi mình đặt một cái nồi sạch lên. Mình cho vô khoảng cỡ một muỗng dầu ăn. Khi mà dầu nó nóng rồi nè, thì mình cho hành mà mình đã cắt mỏng vô, mình chiên cho thơm nha. Mình không cần phải phi vàng, mình phi cho nó thơm thôi. Rồi mình cho tôm vô này. Mình đảo cho cái con tôm nó hơi xoăn lại nha. Rồi mình chế nước vô. Tùy theo như mình thích ăn nước nhiều thì mình chế nhiều, mà mình ăn nước ít thì chế ít. Mình nấu vừa vừa thôi các bạn. Đó, mình nấu khoảng chừng này nước thôi. Rồi mình đậy nắp lại để mình đợi cho nước nó sôi lên, cũng như là để cho tôm nó chín nha. Wow, cái nồi nước canh của mình nó đã sôi rồi này các bạn. Thì trước khi mà mình cho khoai vô thì mình nêm nha. Mình nêm vô đây khoảng chừng này nước mắm này, khoảng cỡ một muỗng canh à, khoảng một canh nước mắm thôi. Rồi mình cũng nêm vô đây khoảng 2 muỗng bột nêm nha. Mình khuấy sơ để cho nước mắm và bột nêm nó tan. Rồi mình cho
khoai vô. Và mình lại đậy nắp lại. Mình nấu cho nó sôi một chập để cho cái củ khoai mỡ nó chín nha các bạn ha. Sau khi mà mình nấu được một chập này, chắc là cái củ khoai mỡ của mình nó đã chín rồi. Mình thử thôi nha. Ủa sau như là nó chưa chín hay sao á. Rồi cái nó chín rồi này các bạn. Tại khi nãy cái củ kia nó trơn quá, mình không có ấn xuống được. Và trước khi mà mình tắt bếp á, thì mình nêm vô đây một muỗng bột ngọt nha. Và mình nêm vô đây cái rau ngộ mình cắt nhỏ này nè. Mình tắt bếp đi nha. Rồi sẵn ở đây có tô, mình cũng múc canh ra tô luôn này các bạn, cho các bạn cùng xem luôn. Wow, canh nhìn đẹp mắt. Màu tím của khoai mỡ, rồi màu đỏ đỏ của những con tôm, màu xanh của rau ngổ, phối hợp màu đẹp lắm các bạn. Nếu mà cái loại canh này á, mà mình dùng cái dao để mình nạo cái củ khoai á, mình dùng dao để mình nạo cái củ khoai á, thì nó sẽ trơn trơn và nó nhớt lắm. Còn mình nấu như vậy thì cái nước nó không có nhớt, mà cái khoai nó bở chứ nó không có trơn. Trời nó gió các bạn, khi nãy mà các bạn nghe cái tiếng rầm đó là cái cánh cửa của nhà mình á, nó bị gió nó sập vô các bạn. Trời cũng đang là muốn chuyển mưa rồi. Rồi, thế là cuối cùng là mình có được một tô canh khoai mỡ tím nấu với tôm tươi. Nhiều tôm lắm mà lúc mà mình múc á là nó nằm ở dưới hết rồi, nên là mình cắt nó lên trên nhìn cho nó đẹp mắt, ăn ngon mà còn đẹp mắt nữa các bạn. Mến chào các bạn nha.